quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Cả nước hiện có hơn 6.000 F0 nặng đang điều trị. Khai trương đường sắt Cát Linh - Hà Đông sau 2 tháng vận hành. Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận xe hoa quả tươi từ ngày 17 tháng 1. Kiểm soát hàng tiêu dùng dịp Tết. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có hơn 1,63 triệu bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trong đó số ca đang điều trị có hơn 6.000 F0 nặng. Chính vì vậy, công tác khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập đang khẩn trương thiết lập khu điều trị COVID-19 trong bệnh viện, triển khai giường điều trị người bệnh COVID-19 được giao, đảm bảo vừa khám chữa bệnh thông thường, vừa điều trị người bệnh COVID-19. Đồng thời sẵn sàng cơ sở vật chất tại các cơ sở thu dung điều trị người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ để sẵn sàng tiếp nhận điều trị sớm cho bệnh nhân nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong. Tại chỉ thị về tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán 2022, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu sẵn sàng ứng phó với kịch bản biến chủng mới Omicron làm gia tăng trường hợp phải nhập viện, tổ chức tiêm vét vaccine phòng COVID-19. Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng đơn vị thuộc trực thuộc Bộ Y tế, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và đơn vị y tế, các ngành xây dựng triển khai kế hoạch bảo đảm công tác y tế dịp Tết Nguyên đán 2022. Tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là đối với biến chủng Omicron. Chú trọng công tác phòng chống dịch tại các khu vực đông dân cư, đô thị lớn, khu công nghiệp, các thời điểm người dân, công nhân di chuyển về quê, trở lại thành phố lao động, sản xuất, giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, chuẩn bị dự trữ đầy đủ vật tư, hóa chất, trang thiết bị, đảm bảo đáp ứng nhu cầu chống dịch. Cùng với đó, các địa phương chuẩn bị đủ lượng oxy y tế, có phương án dự trữ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị, bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu, sẵn sàng đáp ứng phục vụ công tác điều trị cấp cứu. Gần đây tại Hà Tĩnh, số lượng người nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng nhanh, trong đó xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng. Đặc biệt, nhiều ca bệnh nói trên liên quan đến việc cưới hỏi. Điều này đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân tại nhiều địa phương. Thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh có hơn 350 hộ dân với trên 900 nhân khẩu. Gần đây xuất hiện ổ dịch COVID-19 với 21 người mắc. Chính quyền địa phương đã thành lập các chốt và triển khai các biện pháp đồng bộ phòng chống dịch. Được biết, ổ dịch này xuất phát từ một đám hỏi và cưới trong thôn khi người ngoại tỉnh từ Nghệ An vào làm lây lan dịch bệnh. Hiện nay là có 17 ca, nên là với tình hình trên thì thôn và ủy ban xã đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân là nhất là cách ly tại chỗ. F0 và F1, tức là đảm nghiêm ngặt đối với là những cái trường hợp lại không là F1 cách ly tại nhà. Hiện nay, lịch thời vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân đang đến. Tuy nhiên, dịch COVID-19 khiến lao động sản xuất của người dân gặp khó khăn. Chính quyền các cấp đã chỉ đạo khối đoàn thể, tổ chức giúp đỡ nhân dân ở các thôn xóm đang bị phong tỏa, tổ chức gieo chỉa đảm bảo đúng thời vụ. Ta đã tập trung các cái biện pháp tuyên truyền và khoanh vùng dập dịch, đồng thời là đang xin phép huyện tiếp tục là tổ chức test nhanh, sau đó thì sẽ khoanh vùng lại cả cái chốt trên cái diện hẹp để rồi là vừa đảm bảo cho công tác phòng chống dịch nhưng vừa đảm bảo để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tại thời điểm này thì chúng ta cũng đang xảy ra các cái ổ dịch trong cộng đồng tại Hà Tĩnh. Vì vậy mà dự báo thời gian tới thì số mắc có nguy cơ gia tăng. Vì vậy mà chúng tôi cũng rất là khuyến cáo bà con nhân dân là hạn chế cái sự đi lại không cần thiết. Đặc biệt là hạn chế tổ chức các cái sự kiện mà có tập trung đông người. Mình tổ chức các cái hoạt động thì mới mức tối thiểu. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hà Tĩnh có hơn 300 ca mắc COVID-19, trong đó có 115 ca bệnh ngoài cộng đồng. Chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân chủ động phòng chống dịch, hạn chế tập trung đông người, đồng thời tuyên truyền người dân thực hiện đám cưới hỏi gọn nhẹ, không nên tổ chức ăn uống nhiều lần và đông người.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch năm học 2021-2022 đối với bậc học mầm non. Theo đó, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022, cán bộ quản lý giáo viên cơ sở giáo dục mầm non thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn triển khai nhiệm vụ năm học. Các trường phân công trực và thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn môi trường, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, rà soát danh sách trẻ, đăng ký nhập học theo lứa tuổi, giữ liên lạc chặt chẽ với cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ để nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ. Từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 7 năm 2022, trẻ em đến trường tham gia các hoạt động trực tiếp theo tinh thần tự nguyện của cha mẹ, người chăm sóc trẻ. Thời gian kết thúc năm học dự kiến là ngày 29 tháng 7 năm 2022. Trong suốt thời gian qua, học sinh nhiều nơi phải chuyển đổi từ hình thức học trực tiếp sang gián tiếp, không được đến trường trong thời gian dài. Cùng với đó, việc chỉ ở nhà quá lâu khiến cho tâm lý nhiều học sinh bị ảnh hưởng tiêu cực. Không còn là nguy cơ mà học sinh bị ảnh hưởng tinh thần do phải học online quá lâu đã trở thành một thực trạng đáng báo động. Nhiều sự việc đau lòng do áp lực học online cũng đã xảy ra, nhưng nó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ở trong nhà ở ngoài thì con căng thẳng hơn rất nhiều. Ngày nào cũng chỉ gọi là vùi đầu vào sách vở và mình cũng không cảm giác là mình không thoát đi đâu được. Ngày nào cũng chỉ học thế thôi. Thì cái việc tâm lý nó ảnh hưởng thế thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều cái việc học của con. Là lúc nào con cũng trong trạng thái bực bội và đôi khi bố mẹ mà hỏi đến ấy thì con cũng hay có những cái phản ứng nó hơi thái quá hơn so với bình thường. Và mình một vài lần mình về nhà thì khi mà mình hỏi con, trao đổi với con là ví dụ như hôm nay con học thế nào thì có lúc con căng thẳng quá thì con khóc. Con cũng nói là con học tiếp thu bài học không vào. Tức là cũng có rất nhiều những cái mà dấu hiệu để mình thấy là con nó đang bị căng thẳng quá mức. Nó hay cáu gắt và thi thoảng nếu như mà vợ chồng chúng tôi mà có ép cháu học hay là cái gì đó thì cháu nổi khùng lên. Cái thời gian lúc ban đầu ấy thì tôi cảm thấy rất là tức giận bởi vì tại sao con mình mà mình nói mà nó lại nổi khùng với mình, có nghĩa là mình cho là con đang rất là láo. Thế nhưng mà sau đó thì cũng đi tham vấn nhiều bác sĩ tâm lý thì người ta nói rằng là đó là do cháu cũng đang bị ức chế do phải học một thời gian dài. Kỳ thi đến bọn em luôn cảm thấy rất là bất an. Bọn em thường xuyên tâm sự với nhau về những cái khó khăn và khúc mắc trong buổi học. Một số bạn thì là vấn đề về sức khỏe, một số bạn thì lại là vấn đề về điều kiện. Các em đã chia sẻ rất nhiều những cái áp lực của mình. Và có những em đã trao đổi với chúng tôi rằng là thưa cô, đến 2 tuần con chưa ra khỏi nhà. Hôm nào cố lắm thì con mới trèo lên trên tầng thượng của con đứng vài ba phút. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi Việt Nam đến cửa khẩu của tỉnh để xuất sang Trung Quốc. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo khuyến cáo tạm dừng đưa hàng hóa lên cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu. Tuy nhiên, qua theo dõi thời gian gần đây, vẫn có phương tiện chở hàng hóa tiếp tục đưa lên các cửa khẩu của tỉnh để chờ xuất khẩu. Từ ngày 5 đến 10 tháng 1 đã có thêm 680 xe mới đưa lên cửa khẩu, trung bình mỗi ngày 120 xe. Chỉ còn khoảng hơn 2 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đây là thời điểm nhu cầu mua sắm các mặt hàng tiêu dùng của người dân tăng lên đột biến và cũng là thời điểm mà vấn đề buôn lậu các mặt hàng tiêu dùng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Điều này không chỉ làm cho người tiêu dùng hoang mang, lo lắng mà còn gây lũng loạn thị trường. Do vậy, chống buôn lậu, kiểm soát hàng hóa đang được các lực lượng chức năng tích cực triển khai. Năm 2021, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý gần 41.400 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, nộp ngân sách gần 430 tỷ đồng. Trong dịp cuối năm, đặc biệt khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần tới gần, thực trạng buôn lậu, đặc biệt là hàng hóa tiêu dùng gia tăng mạnh và diễn biến rất phức tạp, gây nên tâm lý hoang mang, lo lắng với nhiều người tiêu dùng. Thấy trên thị trường có các vụ buôn bán hàng giả, hàng nhái bị các cơ quan chức năng bắt giữ. Vì thế bản thân tôi cũng lo sợ rằng Tết này mình sẽ mua phải những cái hàng giả, hàng nhái và có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cả nhà. Hàng tiêu dùng dịp Tết rất phong phú, đa dạng từ giá cả, mẫu mã, chủng loại và cả chất lượng.
Tuy nhiên, người tiêu dùng sẽ khó để có thể phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả và đâu sẽ là sự lựa chọn đúng đắn. Nhiều người quan tâm đến chất lượng, có người cũng chỉ quan tâm đến giá thành, nhưng điểm chung là đều rất thận trọng lựa chọn hơn. Cái nhu cầu chúng ta mua sắm trong dịp Tết là một cái dịp là mua bán rất lớn. Một trong những mua bán lớn, có thể nói lớn nhất, những hàng tiêu dùng và hàng thực phẩm, quà tặng vân vân. Hãy là người tiêu dùng thông thái, lựa chọn cho chính xác. Bên cạnh ý thức và sự cảnh giác của người tiêu dùng, một phần quan trọng góp phần bình ổn thị trường dịp Tết đó chính là sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng. Hàng loạt các kế hoạch cao điểm tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Tết Nhâm Dần năm 2022 đã được Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Tổng cục Quản lý thị trường triển khai, góp phần đẩy lùi vấn nạn buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Lần này chúng tôi chỉ rõ địa bàn trọng điểm, những cái tuyến đường, mặt hàng mà chúng ta cần phải quan tâm. Lĩnh vực tuyên truyền nữa là cũng để cho người tiêu dùng tự nhận biết một phần đâu là những mặt hàng buôn lậu, đâu là những mặt hàng gian lận thương mại để chúng ta không sử dụng. Thời gian qua, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cả nước đã đạt được một số kết quả tích cực. Nhiều đối tượng, đường dây ổ nhóm buôn lậu đã bị triệt phá. Tuy vậy, người tiêu dùng vẫn nên thận trọng khi mua hàng qua các trang thương mại điện tử hay những nguồn hàng không rõ nguồn gốc, tránh tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu. Cục Hàng không Việt Nam vừa gửi văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép chủ động xem xét việc tăng tải cung ứng giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2022. Theo báo cáo từ hệ thống đặt giữ chỗ của các hãng hàng không, tỷ lệ khách đặt giữ chỗ trên các đường bay Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và từ Thành phố Hồ Chí Minh đi đến các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc hiện tăng trở lại, trái ngược so với dự đoán trước đó của các hãng hàng không. Đáng chú ý, tỷ lệ hành khách đặt giữ chỗ trên hệ thống của các hãng đều trên 50%, trong đó có những thời điểm tỷ lệ này còn lên đến trên 90%. Để đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân trên các đường bay nội địa, Cục Hàng không kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép chủ động xem xét việc tăng tải cung ứng giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên cơ sở đường bay có hệ số sử dụng trên 70%, có lượng đặt chỗ cao trên 50% và theo đề nghị của hãng hàng không, việc xem xét tăng tải áp dụng từ ngày 14 tháng 1. Ngày 13 tháng 1, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức lễ khánh thành dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông sau hơn 2 tháng vận hành. Cũng trong ngày hôm nay, tuyến tàu điện Cát Linh Hà Đông đón hành khách thứ 1 triệu lượt. Sự kiện khánh thành tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông đánh dấu mốc quan trọng về việc dự án đường sắt đô thị đầu tiên tại Việt Nam và thủ đô Hà Nội nói riêng đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật. Qua đây, thành phố Hà Nội sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án đã và đang triển khai tại thủ đô. Đến nay, sau hơn 2 tháng vận hành, đảm bảo chạy tàu an toàn tuyệt đối và thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, được đông đảo người dân thủ đô đồng tình ủng hộ. Ngày hôm nay cũng là ngày tuyến metro Cát Linh Hà Đông đón hành khách thứ 1 triệu đi tàu. Trung bình mỗi ngày, tuyến metro Cát Linh Hà Đông vận chuyển hơn 14.900 hành khách với tỷ lệ khách sử dụng vé tháng đạt hơn 20%. Tôi nghĩ là những người sống ở khu vực Ba La, những người dọc theo tuyến này thì cái việc di chuyển chắc chắn là sẽ thuận lợi hơn, đặc biệt là ở tuyến cuối. Tôi cũng có ý định là nếu như mà nó thuận lợi như này thì mình cũng di chuyển gia đình mình về đấy thì đi lại là đỡ mệt mỏi. Chúng tôi vẫn tiếp tục kỳ vọng, tức là trong thời gian tới khi mà tất cả mọi cái phương án, mọi cái kế hoạch để làm sao mà để trong quá trình khai thác vận hành được thuận lợi hơn thì sẽ dần dần nâng cao được cái lượng khách đi tàu, sẽ tiếp cận được hơn nhiều đối tượng khách đi tàu, và đặc biệt là chúng tôi cũng hy vọng rằng là khi mà dịch bệnh Covid sẽ dần dần được kiểm soát thì khi mà các trường đại học được mở cửa trở lại thì cái lượng sinh viên và học sinh sẽ tham gia đi tàu nhiều hơn. Dự án Cát Linh Hà Đông được đầu tư bằng vốn vay ưu đãi của chính phủ Trung Quốc và vốn trong nước, được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2011. Ngày 6 tháng 11 năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức bàn giao để công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội đưa vào vận hành khai thác giai đoạn đầu. Trong số 8 tuyến đường sắt đô thị xuyên tâm và vành đai kết nối đô thị trung tâm Hà Nội với các đô thị vệ tinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến đường Cát Linh Hà Đông được Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải lựa chọn thí điểm đầu tư sớm nhằm giải quyết tình trạng giao thông gia tăng nhanh tại khu vực phía Tây của Hà Nội, đồng thời góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của toàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, che dán biển số không phải là hành vi vi phạm mới tại Việt Nam.
Mục đích của hành động này nhằm tránh việc các camera giao thông ghi nhận lỗi vi phạm và xử lý theo hình thức gửi biên bản về nhà, phạt nguội. Thời gian gần đây, tìm kiếm trên Google với từ khóa biển số đảo chiều có đến 27 triệu kết quả được trả về. Đáng chú ý, nhiều kết quả thuộc các sàn thương mại điện tử quen thuộc với người tiêu dùng trong nước như là Shopee hay AliExpress. Bên cạnh cách che biển số thủ công như dùng băng dán, chủ phương tiện có thể dễ dàng tìm mua các thiết bị chuyên dụng có khả năng điều khiển từ xa. Đáng chú ý, các sản phẩm chỉ cần mua qua mạng và sẽ được giao tới tận nơi. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa quy định rõ về việc sản phẩm che giấu biển số xe có thuộc danh mục cấm hay không. Tuy nhiên, kể từ ngày 1 tháng 1, Nghị định số 123 đã có hiệu lực, mức xử phạt của hành vi che mờ dán biển số ô tô tăng lên mức 4-6 triệu đồng. Đối với xe máy, số tiền phạt cho lỗi này là 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an đang đề nghị cung cấp tài liệu liên quan đến 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Hà Nội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các sở cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan tới văn bản pháp lý do Ủy ban Nhân dân ký duyệt liên quan tới 11 dự án, việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Liên quan tới các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang được Bộ Công an xác minh, truyền hình Quốc hội Việt Nam đã từng phản ánh nhiều vấn đề liên quan tới chất lượng xây dựng công trình, diện tích sử dụng chung riêng, chậm bàn giao nhà theo hợp đồng và nhiều vấn đề liên quan khác tại một số dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Hiện một số sở ngành của Hà Nội đang thực hiện cung cấp tài liệu theo đề nghị của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu về các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Hà Nội. Liên quan tới vụ việc tại Tịnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ tại tỉnh Long An, trong thời gian gần đây liên tục xuất hiện hình ảnh thông tin về nhóm trẻ trên các diễn đàn, các nền tảng mạng xã hội để câu like, câu view, thu hút dư luận. Điều này đã vi phạm nghiêm trọng về quy định cấm công bố tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em, quyền trẻ em. Đây là những hình ảnh, thông tin, tên tuổi của nhóm trẻ ở Tịnh Thất Bồng Lai được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn mạng xã hội Facebook. Thậm chí xuất hiện cả gia phả tự vẽ liên quan đến nhiều người. Mọi thông tin đều nhận được sự quan tâm của dư luận. Đáng nói, những thông tin trên chưa được các cơ quan quản lý nhà nước công bố. Trước những vi phạm nghiêm trọng trên, Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có văn bản đề nghị Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông có biện pháp ngăn chặn xử lý những thông tin, hình ảnh theo quy định của Luật Trẻ Em. Hiện nay thì vụ việc đang được các cơ quan chức năng xử lý. Tuy nhiên thì trên mạng xã hội lan truyền rất nhiều những cái nội dung, những cái thông tin thuộc về bí mật đời sống riêng tư của trẻ em. Như vậy, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, thì những cái hình ảnh và những cái thông tin đó là đang vi phạm bí mật đời sống riêng tư của các em mà chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ. Thông qua một số cơ quan báo chí thì lãnh đạo Cục Trẻ Em cũng đã kêu gọi cộng đồng mạng hãy bảo vệ cái sự riêng tư của các em. Điều 33 Nghị định 56 năm 2017, Điều 31 Nghị định 130 năm 2021 của Chính phủ đã quy định rất rõ về cấm công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em, phạt tiền từ 20 triệu cho đến 30 triệu đồng đối với hành vi công bố tiết lộ một trong các thông tin mà không được sự đồng ý của cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, người giám hộ trẻ em và trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên. Những cái đối tượng như là Shimmer hay Facebooker hoặc là các cái space mà lợi dụng vào cái hình ảnh, những cái viral, những cái thông tin của các bạn nhỏ đấy để mà đưa lên mạng câu view, đó là những cái hành vi trái pháp luật và chúng ta cũng không nên khuyến khích hay là đưa những cái thông tin như vậy, bởi vì các bạn thì còn rất là nhỏ, cũng chưa nhận thức được cái vấn đề đúng sai ở đây và bản thân các bạn cũng là nạn nhân của Tịnh Thất Bồng Lai và họ cũng không có bất cứ một cái hành vi trái pháp luật nào cả. Vì vậy thì chúng ta cũng cần phải sự tôn trọng đời tư của các bạn nhỏ như vậy. Cơ quan điều tra đang vào cuộc xác minh các tội danh với những người liên quan, nhưng các trẻ em tại Tịnh Thất Bồng Lai không có tội. Các em được pháp luật bảo vệ và có đầy đủ quyền lợi ích hợp pháp với thông tin hình ảnh của mình. Mỗi cá nhân cần có trách nhiệm và có nhận thức đúng đắn về quyền trẻ em, tránh những hệ lụy về sau.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.